Để tiến hành cài đặt Laravel thì hay là cái khác, ở đây chúng ta tạo ra một cái project bằng Laravel đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ tạo cái project là Quick Start. Thì trước tiên để cài đặt được bằng composer thì máy các bạn phải cài đặt composer. Thì các bạn có thể xem cái video trước đấy của mình hướng dẫn cài đặt composer trên Windows 10. Thì đây mình dùng Windows 10. Ngoài ra thì các bạn phải dùng dùng SAM để chạy đúng không ạ? Hoặc thực ra là cái Laravel nó hỗ trợ chúng ta chạy luôn rồi, không cần server để hỗ trợ chúng ta chạy nữa. Tuy nhiên là khi trong quá trình làm mình phải sử dụng MySQL đúng không ạ, để tương tác cơ sở dữ liệu, thì các bạn nên cài SAM, WAM hoặc là WAM đúng không, hoặc là một cái HTTP chẳng hạn, một cái server nó hỗ trợ chúng ta sử dụng PHP và MySQL đúng không? Thì bây giờ mình tiến hành cài đặt. Và để tiến hành cài đặt thì chúng ta cần vào vào cái trình command line của Windows đúng không ạ? Mình search này, các bạn gõ cmd này. Đó, và đăng admin giúp mình nhé, để đảm bảo là nó luôn luôn có đủ các cái permission để nó chạy. Đó, chúng ta cần di chuyển con trỏ chuột đến cái thư mục mà chúng ta muốn cài đặt. Cụ thể ở đây mình sẽ cài đặt ở ổ D SAM htdoc đúng không? Trong htdoc của SAM là ổ D thì mình cần di chuyển nó sang ổ D. CD nó đến cái thư mục này và bắt đầu mình tiến hành cài đặt. Thì có một lưu ý là trước khi cài đặt các bạn cần phải check cái PHP version. Bạn gõ PHP version đấy, xem nó đã thỏa mãn chưa. Vì cái Laravel 6 nó yêu cầu là PHP lớn hơn bằng 7.2 trở lên. Thì của mình đang là PHP 7.3.7 đúng không ạ? Đã thỏa mãn và bây giờ mình tiến hành cài đặt. Thì các bạn gõ composer grid project Laravel suộc Laravel. Mình đặt tên project, mình đã đặt project của mình là Quick Start đúng không ạ? Làm quen nhanh đấy đúng không? Tiếp theo là mình có thêm cái prefix đúng không ạ? Theo đúng cái câu lệnh, cái command mà bên hướng dẫn của Laravel cung cấp đúng không ạ? Chúng ta tiến hành cài đặt thôi. Nó bắt đầu cài đặt, mình ở đây là Laravel 6.5.2. Đấy, bây giờ nó tải các cái vendor ở cái thư viện của bên thứ ba đúng không ạ? Thì khi mà cài đặt cái này thì nó nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn nữa. Vậy là mình đã cài đặt xong cái project Quick Start đúng không ạ? Hay nói khác là mình tạo được cái project Quick Start đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, Quick Start đây, mình vào thư mục này, đây là toàn bộ các cái project khởi tạo của cái Laravel đúng không ạ? Thì mình có thể run nó lên.
Đang là test đúng không ạ? CD các bạn ạ. Vào quiz. Vào project đúng không? Mình dùng cái PHP Artisan C server. Người lệnh server không có chữ R. Đấy thì nó sẽ chạy cái cổng 8.000. Đấy các bạn lên trình duyệt các bạn chúng ta có thể test được. Chú ý giúp mình là nếu mà máy các bạn cài các phần mềm gì virus cái gì thì các bạn phải 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 disable nó đi, thì không thì nó sẽ nghi ngờ cái file server.php ấy, của mình nó sẽ bị ăn mất cái file thì nó chạy nó bị lỗi. Nó sau mình khi mình khắc phục thì mình chạy lên thì nó chạy cộng 8.000 thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đây là cái giao diện default mà khi các bạn mới tạo một cái project Laravel là nó sẽ có như thế này. Đúng không? Vậy thì mình đã hoàn thành cái việc cài đặt cái project Laravel đầu tiên, đúng không ạ?